Chào mọi người một ngày mới với bếp chai kỳ duyên của mình. Một mùa hè đã tới rồi đó mọi người ơi. Hổm rày nắng nóng lột da nhưng mà mấy ngày nay có mưa xuống rồi, bầu không khí đã hạ nhiệt cho nên cũng đã giảm bớt khó chịu oi bức. Mấy con ve mà kêu đinh tai điếc ốc nó cũng nín nữa rồi, làm như trời nóng rồi nó cũng khó chịu, nó ghen nữa giống người ta. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ chia sẻ cái món mình làm bánh ăn tráng miệng, chơi đơn giản mỗi ngày thôi nha mọi người. Mình làm bánh chuối, đây là chuối, chuối xiêm mình sắc ra và mình sẽ dùng là bột chiên giòn nè mọi người, đơn giản thôi. Trong nhà mình có cái gì mình sử dụng cái đó, có thể là bột gạo hay là bột mì ngan gì đó cũng được, nhưng mà mình muốn sử dụng bột chiên giòn. Rồi trong đây là mình để một chút sữa hộp, sữa hộp nào cũng được. Rồi mè xong mình khuấy ra cho nó hơi lỏng một chút nha các bạn. Thì chuối mình cắt như thế này nè, mình sẽ cho vào trong đây một chút ít dầu để cho nó đừng có dính. Thật ra mình đã xài chảo chống dính rồi nhưng mà chỉ là mình còn sợ nó dính cho nên mình muốn chế thêm một ít dầu ít thôi, mình đề phòng để cho nó không có dính chảo nhiều. Chứ mình đã sử dụng chảo chống dính rồi, tại vì mình thấy nó là chuối ngọt rồi bột. Rồi mình sẽ chán cho nó đều bột xuống nha. Đây là một món bánh mình ăn giả đó mọi người, rồi mình nghĩ cũng là ngon lắm. Đây sữa mè, không có nêm cái gì vô bột hết á. 2 ngày rồi, như vậy là mình sẽ bắt chảo lên bếp nha. Mình cũng sẽ để lửa nhỏ luôn nha mọi người, cứ để lửa lớn mình không có xài lửa lớn, tại vì ở đây là mình nấu cho nó chín từ từ cho nên mình sẽ để lửa nhỏ y gan như mình áp chảo vậy đó. Mình sẽ đậy nắp lại. Cái nắp thì mình không đậy vừa nhưng mà cũng được, tạm thời đi, mình sẽ đậy bằng cái nắp. Thì mình sẽ nướng ở trên cái bếp này khoảng 20 phút với lửa nhỏ. Như vậy thì 20 phút mình hãy trở về nha. Rồi, mình sẽ trở về nghe mọi người. Cảm giác cái bánh chuối nướng như này mới làm lần đầu tiên đó các bạn. Mình khoan hãy trở về nha, tại vì mình thấy nó chưa có. Bây giờ đợt sau này mình sẽ không cần đậy nắp nữa, cần cho bánh nó ráo, tại vì hồi nãy mình đậy đang cho nó chín bột với chuối. Rồi bây giờ thì mình xả nắp ra và mình để khoảng 10 phút nữa mình sẽ trở về. Rồi mình sẽ trở về lại nha mọi người, mình trở về cho nó vàng hai bề đều để cho nó giòn cho nó ngon. Wow, mình trở hơi trễ rồi, nó hơi khét một chút nhưng mà cũng không đến nỗi quá khét cũng được. Làm hư nó bị khét rồi còn biện minh. Nhưng mà ăn khét một chút đi, để hơi lố lửa rồi mình làm công việc lu bu mình quên. Rồi tắt bếp, bánh đã chín. Đẹp. Rồi cái bánh mình đã chín rất là đẹp, ngon tuyệt vời. Nó có hơi khét khét nhưng mà nó cũng thơm thơm đó mọi người.
Bánh này là mình làm cái bánh chuối áp chảo chứ mình không có chiên, tại vì chiên dầu mỡ nhiều quá ăn nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy mà đa số là bây giờ mình làm đồ mình áp chảo là nhiều quá mọi người. Nói chung là đây miếng bánh nó sẽ như thế này, nó cũng rất là tuyệt vời, rất là ngon. Ở trên là mè, rất là nhiều mè. Rồi, cái bánh chuối nướng của mình đã hoàn tất. Vì vậy mời người quay phim thưởng thức. Anh chàng camera đẹp trai ba gai. Xin mời. Nhăn nhó cái nỗi gì? Ba gai nói ba gai chứ lẽ sao? Hết ba gai đi, vợ khen. Rồi, vậy là món bánh của mình ngày hôm nay đã hoàn thành. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. À, chúc mọi người cùng làm với bếp chai kỳ duyên của mình một ngày mới tốt đẹp. Cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Nguyện nhân loại thiện lương cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. Dịch bệnh qua đi, chiến tranh ngừng dứt, hòa bình thế giới A Di Đà Phật. Tạm biệt mọi người, hẹn lại video sau nha.